Xin được thân ái gửi lời chào tất cả quý vị đến với chương trình Đồng Luận Thế Sự thuộc hệ thống Kali Today. Kính thưa quý vị, năm 1989, một cuốn sách ra đời ở tại Nhật Bản dám nói no đối với các nước Tây Phương và trong đó là nước Hoa Kỳ chủ yếu. Tại sao mà cái chữ no nó quan trọng như vậy? Bởi vì trước năm 1989, dường như Nhật Bản thường chấp nhận những đề nghị của Tây Phương. Và sự đề nghị này, dù tốt đẹp hoặc là có hại cho Nhật Bản, thì người Nhật Bản vẫn vâng dạ để mà tuân phục theo ý muốn của Tây Phương. Kính thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là Nhật Bản đã có một cuốn sách nói no, và nước Tàu trước đây cũng có một cuốn sách nói no. Vậy thì liệu chừng nào đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ có một cái cuốn sách ra đời mà toàn dân có thể nói no đối với Trung Cộng? Đây là một câu hỏi mà có thể rằng nó có nhiều cái câu trả lời. Bởi vì cái chữ no trong cái lúc này nó đòi hỏi phải là một sự kiên nhẫn, can đảm, một sự tự tin, và cái điều chính yếu là phải có một lòng yêu quê hương thật sự khi dám nói no đối với xâm lược của ngoại bang. Nhưng kính thưa quý vị, cái điều này cũng là một trong những cái sự ảnh hưởng quan trọng đối với cái tình hình của đất nước Việt Nam trong cái giai đoạn mà nước Tàu càng ngày càng bành trướng, và bành trướng lại là những nước quốc gia gần bên cạnh chịu thiệt thòi nhiều nhất. Cho nên những cái vấn đề mà bãi tư chính vừa qua cũng là một trong những cái ý niệm khiến cho bài nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa cái đề tài này để cùng quý vị thảo luận liệu rằng Việt Nam có can đảm để nó no đối với Trung Cộng hay không. Thưa quý vị, trong chương trình Đồng Luận Thế Sự hôm nay, chúng tôi cùng với anh Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Truyền hình Kali Today, anh Nguyễn Xuân Nam sẽ nói sâu về vấn đề này, và hy vọng quý vị sẽ thấy được cái giá trị của chữ no trong lúc này nó ngàn vàng như thế nào. Thân ái kính gửi lời chào mừng tất cả quý vị và kính chúc quý vị theo dõi chương trình này được bình an và thật là thoải mái. Trân trọng kính chào anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn cho sư Dũng. Nếu nhìn vào lịch sử thì dân tộc mình đã nhiều lần nói no. Dân tộc chúng ta đã nhiều lần biết nói no. Và mỗi lần ta hét tiếng no lên đó, tiếng không lên đó, ta cũng đem lại thắng lợi lớn cho dân tộc. Từ Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Huệ, vân vân, chúng ta rất là nhiều lần nói nô. Và trong gần đây, dân tộc Việt Nam cũng đã biết nói nô. Cái người mà chưa dám nói nô là chính là nhà cầm quyền, là đảng cầm quyền, chứ không phải là dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng ta như khi mình nói tới đề tài ngày hôm nay, tôi nhớ lại tựa đề mà giáo sư Dũng, cảm ơn giáo sư Dũng đưa cuốn sách ra. Năm 1989, chúng ta biết rằng khi cuốn sách của Nhật nó ra đời, nó gây chấn động, không phải chỉ có Nhật Bản, mà cả nước Mỹ cũng chấn động, và phương Tây chấn động. Cái hiện tượng đó, nó dẫn hiện tượng là dịch lậu sang nước Mỹ. Và ngay cả lúc đó, ngay cả ở tại Việt Nam cũng có tiếng vang về tại Việt Nam. Và Trung Cộng lại thấy cái phong trào đó, bắt chước phong trào đó, với cũng ra một cuốn là khi Trung Cộng biết nói no. Japan can say no, China can say no. Như vậy, vấn đề là Việt Nam chừng nào muốn biết say no và dám say no với Trung Cộng. Thưa quý vị, cuốn sách đó tại sao ra đời? Từ sau năm 1945 thì chúng ta biết rằng Nhật Bản thua trong Thế chiến thứ hai. Và cái hiến pháp của Nhật Bản do vị tướng Mỹ cố vấn để viết, hiến pháp hòa bình. Và Mỹ bảo kê cho Nhật Bản từ kinh tế, từ chính trị, từ ngoại giao vân vân và vân vân. Và Nhật Bản đi lên từ đó trở lại. Nhật Bản đi lên từ khốc liệt đến cái mức mà tới thập niên 80 người ta tưởng rằng Nhật Bản vượt qua Hoa Kỳ, trở thành bá chủ thế giới này. Nhật Bản đi lên với đôi chân thần tốc. Thần tốc đến cái mức là lúc đó năm 1988, những năm 80, 90
ai cũng biết rằng Nhật Bản giống như bây giờ là Trung Cộng, ai cũng nói, báo chí nào cũng nói là Nhật Bản sẽ thế Mỹ, đóng cái vai trò là cường quốc số 1 về kinh tế trên thế giới này. Thì lúc đó một cuốn sách nó ra đời, cuốn sách ra đời được coi là nó kêu là một cái critic, một phê bình. Họ phê bình một thái độ yes sir của Nhật Bản. Bởi vì cứ cúi đầu gọi già bảo vân của Nhật Bản, cam chịu Nhật Bản. Và họ muốn đặt Nhật Bản ở một cái thế ngang hàng, đối trọng với vị ông tư thế khác của người Nhật trên trường quốc tế này. Lúc đó chúng ta thấy rằng từ phương Đông, người Nhật học cái cách đứng dậy và ngưỡng cổ, không còn cúi đầu nữa. Thì cái cuốn sách đó nó gây chấn động nước Mỹ. Vậy thì người Nhật như vậy thì người Mỹ phải đáp trả ra như thế nào? Cuốn sách ngay lập tức được dịch lậu ra bằng 4-5 cái phiên bản khác nhau và phổ biến lên nước Mỹ. Người ta đua nhau đọc để coi thử trong cuốn sách nó nói cái gì. Và chúng ta thấy là sau đó không đầy một thập niên thì Trung Cộng cũng có một cuốn mang tên là Khi Trung Quốc Biết Nói No. Và bây giờ đó, trong cái bối cảnh đất nước bị nhà cầm quyền Trung Cộng xâm lấn, đàn áp, dọa dẫm, xâm chiếm, vân vân đủ thứ, và những biển Đông chúng ta dần dần bị mất, bãi tư chính đang bị đe dọa, thì chừng nào chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam mới biết nói nô? Cho nên nhân cái dịp này, chúng tôi hy vọng rằng các nhà trí thức Việt Nam trong và ngoài nước có thể lấy cái ý của cái đề tài cuốn sách của hai tác giả của Nhật Bản, mà hai cái tay này không có đơn giản. Cuốn tay thứ nhất á là cái tay tên là Oshihara. Ông này là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Nhật Bản, và sau này là thị trưởng của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Một đồng tác giả với cái ông mà Morita. Ông Morita là ai? Là chủ tịch hội đồng quản trị và sáng lập viên của hãng Sony. Thì như vậy có thể nói rằng đây là hai cái nhà kinh tế chính trị của cái đảng cầm quyền của Nhật Bản rất là tâm huyết. Và họ viết một cuốn sách rất đầy khí phách. Cái dũng của thanh nhân nằm ở đây, cái dũng của người xưa nằm ở đây, cái vô bố ý, cái không biết sợ của người xưa nằm ở đây, và cái nhân cách của dân tộc Nhật Bản nằm trong cuốn sách này. Là họ ngẩng cao đầu và không chịu khuất phục, tìm một cái chỗ đứng mới của Nhật Bản, tư tâm thức mới Nhật Bản, và họ vươn lên trở thành những người bình đẳng với nhân loại này, chứ không phải là kẻ bài trận nữa. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng trong suốt mấy chục năm vừa qua, Việt Nam cúi đầu cam chịu trước sự xâm lấn từ phương Bắc, nào là biên giới, nào hải đảo, nào vịnh Bắc Bộ, nào Hoàng Sa, nào Trường Sa, nào Gạc Ma, bây giờ tới bãi Tư Chính, đủ thứ. Chúng ta mất từng phần mà mất. Bởi vì sao? Chúng ta không dám đứng dậy. Ta không dám hét lên tiếng nô. Mà chúng ta, cho nên trong cái bài trước chúng tôi có nói chuyện với quý vị, là chúng ta cho phép Trung Cộng hiếp dâm mình. Được đằng chân, lăn đằng đầu. Đã lăn tới đằng đầu. Ngay từ đằng chân anh đụng vô chân tôi đó, tôi bảo nô. Thì anh đâu dám đụng chỗ xa hơn nữa, kín hơn nữa. Nhưng mà được đụng chân, anh không nói nô. Tới đụng đùi, anh không nói nô. Khoái khoái. Thì anh đi tới chỗ xa hơn nữa. Trên chính chúng ta, chính phủ Việt Nam đã cho phép đồng lõa, cho phép Trung Cộng hiếp dâm đất mẹ Việt Nam. Cho chừng nào Việt Nam chúng ta biết nói nô. Trước khi chúng tôi mượn cái ý này đó, trước khi chúng ta đi vào cái đề tài chính hôm nay đó, thì có lẽ chúng tôi mời quý vị có thể viết những bài viết, có thể gửi về, nếu đầy đủ, nếu thuận duyên và đầy đủ,
Thì biết đâu chúng ta có một cuốn sách nhỏ nhỏ mang không, tên tâm là được chứ. Dạ, dạ, Việt Nam biết nói nô. Đúng rồi. Để cho nó ít ra nó cũng đã luyện cái dũng khí cho tuổi trẻ sau này. Dạ. Cho thế hệ hậu bối sau này. Nó lớn lên, nó thừa hưởng cái gì của cha ông một chút xíu. Ngày trước Trịnh Công Sơn viết câu gì này: gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Tan tác với chiến tranh, tan tác với gia sản, tan tác với không có dũng khí, tan tác với nhiều thứ quá. Bây giờ chúng ta phải đi ngược lại cái thái độ Trịnh Công Sơn, và gia tài của mẹ để lại còn cho đây. Con gia tài của mẹ không phải nước Việt buồn, bằng biển vẫn còn nguyên, đất vẫn còn nguyên, hùng khí vẫn còn nguyên, và biết nói no, right? Đúng rồi. Cảm ơn anh. Anh cũng hùng khí quá. Kính thưa quý thính giả, dạ, chúng tôi cũng dự định là mời gọi cái sự tham dự của tất cả quý khán thính giả khắp nơi, trong cũng như ngoài nước. Chúng ta sẽ viết những cái bài viết chừng khoảng 1.000 chữ, 10.000 chữ trở lại, để diễn tả cái hoàn cảnh của đất nước bằng bất cứ một cái thể loại nào, bằng tất cả những cái phương tiện nào, cũng như là ngôn ngữ, có thể là dùng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Pháp. Thì tất cả cái bài vở đó chúng tôi sẽ gom góp lại để mà tạo ra một quyển sách mà chúng ta cũng có thể nói nô đối với bất cứ một cái sự kiện nào, chứ không riêng gì đối với Trung Cộng. Quý vị có thể chọn để có thể viết những cái đề tài nó liên quan đến cái vận mạng tương lai của dân tộc Việt Nam. Kính thưa anh Nguyễn Xuân Nam, kính thưa quý thính giả, chúng ta thấy từ ngày 2 tháng 7 năm 2019 cho đến ngày 17 tháng 7 năm 2019, suốt trong cái thời gian như vậy đó, thì Việt Nam Cộng sản đã không có lên tiếng bất cứ một cái trường hợp nào khi mà tàu hải giám 8 của Trung Cộng đã đến sâu vào trong cái bờ biển của thềm lục địa Việt Nam. Hay nói đúng hơn là quan sát chung quanh cái bãi Tư Chính. Nhưng mới đây đó thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã thấy rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam và bà Hằng, tức là phát ngôn viên chính thức, cũng đã lên tiếng, và đến ngày hôm nay bà lên tiếng lần thứ 3. Như vậy thì cũng có một cái sự lên tiếng. Thì cái lên tiếng này đó cũng rất là mạnh mẽ và tố cáo cái sự xâm lược của Tàu Cộng. Và cái sự hùng hổ này cũng đã khiến cho một số thanh niên của Việt Nam, họ cũng đã có những cái cuộc biểu tình, nhưng mà cuộc biểu tình ở trong nội bộ. Thì thưa quý vị và thưa với Nguyễn Xuân Nam, có phải đây là một cái vấn đề mà Việt Nam cũng đã bắt đầu biết nói cái chữ nô đối với Trung Cộng, hay là biết để mà có một cái cách phản đối bằng một cái hình thức nào đó, ít ra là cũng phải gỡ cho đất nước Việt Nam một cái mối mặt khi mà tàu Trung Cộng đã đâm sâu vào trong cái lãnh hải của Việt Nam. Vậy thì thưa với anh, cái câu chuyện của bà Hằng là phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao mà nói trong cái thời kỳ này đó, thì anh có nghĩ rằng đây cũng là một cái cách mà họ đã dám nói nô đối với thế giới không anh? Đó là một cái quyết định, không phải chỉ bà Hằng không. Một cái quyết định mà chúng ta sẽ nói tới sau này là lần là Việt Nam gia hạn cái hợp đồng với cái hãng khoan dầu của Nhật tới ngày 15 tháng 9. Cái đó là một quyết định mà được xem là chúng ta sẽ bàn đến trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng ở đây là cái việc mà trong suốt cái thời gian vừa qua đó, Trung Cộng có thể nói, chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không có lúc nào mà họ ngưng nghỉ cái giấc mộng thu tính Việt Nam trong suốt 4.000 năm vừa qua. Chỉ riêng thời gian gần đây chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy Hoàng Sa mất vào 1974, Gạc Ma mất vào 1988, rồi chúng ta thấy gì nữa, rồi biển đảo trong vài năm qua bị cướp, về những cái bãi cạn, bãi đá bị xây thành đảo nhân tạo, rồi bãi Tư Chính bây giờ 2014 thì vào giàn khoan tàu hải dương 981 vào, nghỉ một thời gian ngắn, 2019 là vào cái khu vực, 2017 đã đuổi cái công ty Rapson đi, công ty Tây Ban Nha đi, 2019
thì họ dành cho Việt Nam để khai thác dầu tại bãi Tư Chính. Như vậy chúng ta thấy một khoảng thời gian chỉ có nửa thế kỷ thôi thì bao nhiêu biển đảo đã mất, bao nhiêu đất liền đã mất và tài nguyên chúng ta bị mất. Như vậy nếu nó nằm trong tiến trình lâu hơn nữa thì đất nước Việt Nam như thế nào? Cái mà gia tài chúng ta để lại cho con cháu có còn cái gia tài mà chúng ta có ngày hôm nay không, hay chỉ là một mảnh dễ rất nhỏ còn lại ở một vùng trời nào đó và hầu hết chúng ta đều bị mất hết. Cho nên cái bổn phận của chúng ta là không phải chỉ biết nói nô mà bảo vật chúng ta phải giữ những cái gì mà chúng ta đã có cho tới sau này. Thì để trở lại một chút xíu cái về vụ bãi Tư Chính lần này thôi, chúng ta không có thời gian đi vòng vòng những cái quá khứ nhiều. Thì sau một thời gian yên ắng, Trung Cộng có vẻ giảm nhẹ cái cường độ quấy nhiễu từ Biển Đông. Thì tới vào giữa tháng 6 thì các tàu mà cảnh sát biển của Trung Cộng bắt đầu quấy nhiễu khu vực biển Biển Đông. Và đặc biệt là bắt đầu quấy nhiễu những chiếc tàu cảnh sát biển Việt Nam đã phục vụ cái service cho một tàu dầu của Nhật, cái dàn khai thác dầu của Nhật ở trên cái dàn khai thác dầu Haku Ryu 5 tại khu vực bãi Tư Chính, do cái dàn khoan của Nhật, của công ty Nhật, nhưng mà cho thuê bởi công ty của Nga, công ty Rosneft. Thì những cái chiếc tàu hải giám của Trung Cộng, cảnh sát biển Trung Cộng, nó quấy nhiễu những chiếc tàu của Việt Nam làm cái nhiệm vụ phục vụ cho những cái tàu dầu này. Nhưng mà nó yêu cầu Việt Nam rút. Nhưng khi đó tàu Việt Nam không chịu rút, cảnh sát biển Việt Nam không chịu rút, tàu phục vụ không chịu rút, thì họ đưa cái tàu mà Hải Dương 8 vào trong khu này thăm dò địa chất. Cộng thêm đi song song với tàu Hải Dương 8 thì ba chiếc tàu khổng lồ của hải giám trang bị vũ khí tận răng đi vào khu vực này. Thì lúc đó Việt Nam cử thêm một số các tàu hải giám Việt Nam ra khu vực này, bắt đầu tạo một tình trạng là cái standoff đối đầu giữa tàu của Trung Cộng và tàu Việt Nam trong lĩnh vực này. Dự tính họ kéo ra, rút ra khỏi, trước đây họ tuyên bố họ sẽ ở lại khu vực này tới ngày 15 tháng 7 thôi. Tới ngày 15 tháng 7 họ sẽ rút, thôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà tới ngày 15 tháng 7 họ chưa rút. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa rút. Thì liên tiếp Bộ Ngoại giao Việt Nam, như giáo sư Dũng này vừa nói và Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố là quan điểm lập trường Việt Nam là yêu cầu gửi công hàm phản đối, yêu cầu Trung Cộng rút ngay. Nhưng mà do đến giờ này Trung Cộng yêu cầu Việt Nam phải rút ra khỏi cái khu vực này. Bởi vì nếu Việt Nam không rút thì họ sẽ khoan dầu ngay khu vực này. Cho nên cái sự đối đầu hai bên càng ngày càng rất là căng thẳng. Càng rất là căng thẳng ngay cái khu vực này. Thì ngày 19 vừa qua thì Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố chính thức là tuyên bố Trung Cộng quấy nhiễu, yêu cầu Trung Cộng rút. Thì ngày 20, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một ngày sau thôi đã đồng loạt nã đàn lại cho Trung Cộng là bully, là ăn hiếp, là dọa nạt, là bắt nạt chèn ép nước nhỏ trong vùng. Thì mặc dù Trung Cộng có phản đối Hoa Kỳ, tuy nhiên cái vấn đề chính là Trung Cộng không chịu rút. Và bây giờ nó tình hình nó càng căng thẳng ở Việt Nam nữa. Là sau một giai đoạn ban đầu thì Việt Nam không cho báo chí đưa tin vấn đề này. Nhưng cho đến giờ phút này đó, báo chí được phép đưa tin vấn đề này cho đồng loạt các tờ báo trong nước lớn. Nó nói nhiều lắm. Nó nói rất là nhiều. Nhưng mà thực sự cái dân tình đó, quan tâm nhưng mà lại không xuống đường. Lý do là họ bao nhiêu lần họ xuống đường vì yêu nước, bị công an đạp vào mặt, giẫm trên người, bắt ở tù, đánh bể đầu, thì
chưa có quốc gia nào mà người yêu nước bị lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung phong của quốc gia đó huy động để mà tiêu diệt cái người yêu nước. Và họ chỉ yêu cầu Việt Nam phải dám nói nô thực sự. Khi mà họ anh mày dám nói nô thực sự với Trung Cộng thì người dân sẽ lúc đó đứng dậy bảo vệ đất nước của mình. Họ không muốn trở thành một con bung sung, khi cần thì anh kêu tôi ra đường, không cần nữa anh đạp tôi xuống đường, anh bảo tôi về nhà. Chúng ta, cái người dân Việt Nam bây giờ khôn hơn, không phải là họ là những con bung sung trong đời sống của mình. Cho nên mặc dù chính phủ Việt Nam cũng có những kêu gọi kích thích xuống biểu tình, như đến giờ hôm nay tại Việt Nam tôi theo dõi cho biết rằng cho đến giờ này cái tình trạng biểu tình nó không có nhiều, gần chưa xảy ra lớn. Thì từ ngày 3 tháng 7, khi cái tàu của nó vô như vậy, mục đích của nó là gì? Là nó ngăn chặn cái hoạt động của cái tàu khai cái nhà máy khoan dầu cũng của Nhật Bản hoạt động. Và ngăn chặn hoạt động hợp tác liên doanh khai thác dầu của Việt Nam, Nhật và Nga, hãng của Nga. Thế thì Việt Nam không chịu rút. Việt Nam chịu rút thì tới ngày, để ra tới ngày 30 tháng 7 này đó, tuần tới đây nè, thì hết hạn cái hợp đồng của cái giàn khoan. Hết hạn hợp đồng của giàn khoan là Haiku Ryu 5. Nhưng mà Việt Nam vào ngày 25 Tây đã ký một cái gia hạn cho cái giàn khoan này cho tới ngày từ 30 tháng 7 15 tháng 9 tới 15 tháng 9. Khi Việt Nam ký cái này đó thì nhiệm vụ của Trung Cộng là gì? Là giờ họ sẽ quấy nhiễu Việt Nam, là không cho giàn khoan nào hoạt động. Và họ thậm chí ở đe dọa họ sẽ đem cả tàu vô can thiệp vào và họ đem giàn khoan tới họ coi. Thì Việt Nam và Trung Cộng sẽ quyết vấn đề stand up này như thế nào? Đó là vấn đề rất là phức tạp hiện nay. Rất là phức tạp hiện nay. Thì chúng ta biết rằng trong sở dĩ đó mà đây là một cái đoàn mà có thể nói rằng giáo sư Dũng cho rằng quyết định bà Lê Thu Hằng hay Bộ Ngoại giao Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố kỳ này phải cứng rắn hơn, có vẻ cứng rắn có hơn. Có vẻ cứng rắn hơn là thưa anh. Dạ, có vẻ nhưng mà cái vấn đề quan trọng là anh có cập đuôi không? Trong quá khứ anh cập đuôi nhiều lần quá. Ví dụ cách đây 2 năm, năm 2017, tình trạng của tàu nó hù một cái cũng ở khu vực này. Thì hãng Repsol Tây Ban Nha. Của Tây Ban Nha bị Petro Việt Nam hủy hợp đồng. Mất mấy trăm triệu. Và phải mất 200 triệu bỏ chạy. Cho nên á, ở đây là một cái đoàn là Việt Nam lên tiếng và có kiên quyết giữ quan điểm của mình không? Hay là cụp đuôi bỏ chạy nữa? Cho nên hay là cụp đuôi bỏ chạy nữa? Cho nên cái vấn đề quan trọng đặt ra là Việt Nam có dám nói no, dám nói không với Trung Cộng không? Hy vọng tôi chưa biết sao. Bây giờ, một số các tờ báo nó có những cái ca ngợi, ví dụ tờ báo Stratfor hay chạy cái tựa đề như bài một bài bản tin như này: Hà Nội đứng dậy, Hà Nội biết đứng dậy trước Bắc Kinh trong việc mà khoan dầu ở Biển Đông. Hay là tờ Express của Anh cũng bài chạy bản tin cũng ca ngợi cái thái độ cứng rắn của Việt Nam. Hay là Colin Cote là một giảng sư tại đại học quốc tế, ngoại giao quốc tế tại Singapore, thì cho rằng là Việt Nam sẽ không back down, sẽ không có cúi đầu nữa. Thì nói chung là cái phản ứng của báo chí quốc tế, của các nhà nghiên cứu quốc tế về Biển Đông thấy là Việt Nam lần này có vẻ hơi dũng khí một chút so với mấy lần trước. Nhưng mà anh đi giữ được không? 3-7-21 ngày là anh bỏ chạy nữa. Cho nên cái lịch sử bỏ chạy của Việt Nam trước Trung Cộng là không phải mới đây. Không phải mới đây. Cho ngay bà Nguyễn Thị Kim Ngân khi địch tới nhà, nó kéo tàu vô nó xâm nhà phạm nhà mình, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội, tứ trụ triều đình có mặt bên kia, gặp cả Tập Cận Bình, gặp chủ tịch quốc hội, cũng như coi như chuyện không có gì hết. Làm sao nó sợ? Coi như là tỉnh bơ, coi như tỉnh bơ, coi như có chuyện gì xảy ra, giặt vô nhà. Mình nó không có gì hết và coi như là far
coi không có chuyện gì xảy ra. Do vậy đó, do vậy chúng ta thấy này, vấn đề chính đó là cái quyết định ngày 25 tháng 7 vừa rồi được xem là quyết định đáng ghi nhớ, là có dũng khí, một chút dũng khí, nhưng mà cái dám giữ dũng khí đó không, hay là chỉ có trâu giỏi thì cái mạnh nghinh, mà khi bên kia nó nghinh lại thì bỏ chạy. Bởi vì chúng ta phải lường trước nè cái phản ứng của đối phương như thế nào. Trung Cộng hiện nay có 4 sự chọn lựa. Một là lấn tới đem thêm binh mã tới. Hai là sẽ tuyên bố khai thác dầu luôn, đúng không? Chiến tranh luôn. Việt Nam sao? Thì thưa với anh Nguyễn Xuân Đam cũng khó hả? Dạ, thì Việt Nam á hy vọng một Trung Cộng sẽ rút, mà nếu nó không rút, nó lấn tới thì làm sao đây? Thì Việt Nam sao? Okay. Việt Nam sao? Có dám giữ vững cái lập trường là tôi vẫn khai thác, vẫn đem tàu chiến ra, vẫn đem cảnh sát biển ra, vẫn đem hải quân ra mà đấu đấu không? Có dám không? Do vậy cái quyết định cho đến giờ này là gia hạn hợp đồng cho công ty khai thác dầu, liên doanh khai thác dầu, là quyết định tương đối khá cứng rắn. Cứng rắn. Nhưng mà cái quyết định này cần có thử thách bởi thời gian. Câu hỏi vấn đề chính á, là Việt Nam có dám nói no hay không? Dạ vâng. Chào đại giáo sư. À, thưa với anh Nguyễn Xuân Nam, kính thưa quý thính giả. Quả thật thì chúng ta cũng đã thấy bà Lê Thị Phương Hằng, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao, cũng đã đứng lên với một cái sự mạnh dạn là cũng đã có 3 cái thông cáo rồi. Và trong cái 3 thông cáo đó, khi chúng tôi đọc thì thấy cái lời lẽ cũng rất là mạnh dạn. Và thưa quý vị, khi mà đã đứng lên rồi đó, thì đây là một trong những cái tín hiệu mà toàn dân cũng có thể có được một cái niềm tin chút đỉnh. Bởi vì cái này đó nó quan trọng vô cùng. Nó giống như là một cái sự vui vẻ của con người, nó đòi hỏi nhiều cái hình ảnh, nhiều cái môi trường, nhiều cái quang cảnh chung quanh. Do đó khi mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao mà đã có một cái sự mạnh mẽ như vậy đó, nó khiến cho cái lòng dân cũng dễ dàng trỗi dậy với một cái sự nói nô một cách hết sức là mạnh dạn đối với Trung Cộng. Và cái chuyện này nó truyền lửa cho nhau. Và khi mà nó truyền lửa với 90 triệu dân đó, thì bà Lê Thị Phương Hằng cũng không có cách nào để mà turn down trở lại đâu. Cho nên đó, cái vấn đề này nó quan trọng vô cùng. Và hơn nữa đó, trong cái thế giặc mà chúng ta biết rằng Trung Cộng nó càng ngày họ càng lấn ép Việt Nam, và đến nỗi những cái người mà họ trước đây đã phải thọ ơn của Trung Cộng đó, như là Đảng Cộng sản, họ cũng chịu hết nổi rồi. Đến một cái lúc nào đó, thưa quý vị, chúng ta cứ tưởng rằng họ là cơm lành canh ngọt, đâu có thể nhìn thấy hai vợ chồng người ta sống có vẻ yêu thương, nhưng mà trong đó nó nội chiến, nó có những cái cuộc đáy ngầm mà nó đợi cho con cháu của họ nó lớn lên là họ ly dị ngay lập tức. Thì chuyện đó là câu chuyện nó rất là bình thường ở trong cái cuộc đời này. Cho nên đó, Cộng sản Việt Nam đó, mặc dù là anh cũng thủ đắc, anh cũng nhờ Cộng sản Trung Cộng, nhưng mà càng ngày đó là cái anh Trung Cộng nó càng ngày càng quá quắt, còn tham lam. Và chính cái sự tham lam này đó, mà đến cái mức độ mà chịu không nổi nữa đó, thì coi như là Việt Nam cũng phải tìm một cái thế để mà dựa lưng chứ. Và thưa quý vị, ở trong nước cũng có nhiều cái cây bút họ đã chứng tỏ rằng Cộng sản ở tại Bắc Kinh đó, mà làm quá đi đó, thì chẳng khác nào đẩy Việt Nam để đi về cái hướng Tây Phương. Bởi vì cái chuyện đó cái chuyện bình thường. Ở trong một cái cán cân, ở trong một cái chỗ lãnh hải, ở trong một cái chỗ giang hồ, thì ví dụ như mình thua thì mình phải tìm một cái cách để mà dựa lưng một cái anh lớn chứ. Cái điều đó là cái chuyện đương nhiên trong cái giao tiếp hàng ngày. Và thưa quý vị, anh Trung Cộng thì luôn luôn hung hăng, tham lam, và ở trong một cái trạng thái không thể nào mà chịu chung sống hòa bình với những cái nước nhỏ. Thì ông Việt Nam, ông Philippines hay là bất cứ một ông nào, đặc biệt là ông Việt Nam, cũng phải tìm một anh chàng nào để mà mình gá cái lưng vào chứ. Thì như vậy đó, cái anh mà bây giờ có thể gá lưng được, không anh nào tốt hơn là anh Mỹ. Cái chuyện đó cái chuyện rất là bình thường. Không phải là mình ở Mỹ mà mình nói, nhưng mà anh Mỹ, thứ nhất là trong cái đợt vừa qua đó, quý vị thấy rằng sau khi những cái đài lên tiếng của Trung Cộng của Việt Nam rồi đó, thì Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa ra những cái nhận xét rằng ê, anh đừng có hà hiếp nước nhỏ nha,
anh đừng làm những cái điều cà chớn như vậy. Và thưa quý vị, khi mà đã có một cái tiếng lên tiếng như vậy ở tại hành pháp của Hoa Kỳ á, thì chứng tỏ rằng họ đang quan tâm đến cái sự kiện như vậy. Vậy thì còn đợi gì nữa mà Việt Nam không ngã hẳn vào cái phía của Mỹ để mà nhờ Mỹ? Và cái chuyện này cũng không phải do chúng tôi nói, mà thực ra thì ở trong nước có một ông tên là Lê Hồng Hiệp, ông cũng đã có những cái ý tưởng như vậy. Vậy thì trở lại với Nguyễn Xuân Nam, liệu rằng Việt Nam có thể Trung Cộng làm như vậy thì Việt Nam lại có cái cớ nhiều hơn và đi gần với Mỹ nhiều hơn để chống lại Trung Cộng anh? Tôi cũng có đọc cái bài của anh Lê Hồng Hiệp đó, là một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Học viện Đông Nam Á ở Singapore, đăng trên cái tờ South China Morning Post. Nhưng mà tôi không đồng quan điểm của anh Lê Hồng Hiệp. Anh Lê Hồng Hiệp cho rằng cái Trung Cộng á, cách mà lập trường mà xâm lấn Trung Cộng đó, đẩy với Việt Nam thay vì làm liên minh với Trung Cộng thì là trở về trong vòng tay ấm áp của Hoa Kỳ, của Mỹ. Nhưng mà cái đó tôi đồng ý cái 50% thôi, còn cái 50% lại còn lại tôi không đồng ý, tôi sẽ nói sau. Nhưng mà thì Tây này lý luận á, từ năm 2014 sau vụ mà Hải Dương 981 đi vào khu vực Hoàng Sa thì chúng ta thấy rằng lúc đó Hà Nội rất là bực tức, và càng ngày cái hành động mà lấn chiếm của Trung Cộng, đàn áp quá trớn, xâm chiếm quá trớn của Trung Cộng, đẩy cái người Việt Nam từ dân chúng cho đến chính phủ cho đảng càng ngày càng tách xa Trung Cộng, và cái lập trường bên trong nội bộ Việt Nam càng ngày càng nghiêng về phía Mỹ, coi cái vấn đề lân liên minh và an ninh về quốc phòng với Mỹ được xem là yên tâm hơn so với Trung Cộng. Anh vẫn láng giềng. Thì giống như sẽ sử dụng nói cái chỗ đó chỗ ấm áp, và Mỹ cũng cần một cái đồng minh như Việt Nam để contain, để khống chế Trung Cộng trở lại. Thì anh Việt Nam trở thành anh Trung Cộng thì ăn hiếp quá, đầy quá, vượt ra khỏi tầm tay Trung Cộng. Còn anh Mỹ thì muốn ôm Việt Nam vào trong lòng, anh Việt Nam cũng muốn ngã vào trong lòng của Mỹ. Nhưng mà cho nên trong suốt thời gian vừa qua, từ năm 2014 tới giờ này, thì Việt Nam với Mỹ đi rất là gần, nó gần kinh khủng lắm, gần đến mức độ mà chúng ta tưởng rằng họ là những liên minh chiến lược. Thì chúng ta thấy là nó xảy ra tình trạng gì? Cái mối quan hệ giữa Mỹ và Hà Nội nó ngày càng nồng ấm hơn do cái thái độ của Trung Cộng như Lê Hồng Hiệp vừa nói. Thì anh Lê Hồng Hiệp có đưa một cái nhận xét đó, đặt ra cái tính rationality, tính hợp lý của cái chính sách của Trung Cộng. Nhưng mà tôi cũng đồng ý 50% thôi. Tại vì sao? Về mặt hiện tượng thì gì như Lê Hồng Hiệp cũng có thể có lý, nhưng về mặt thực chất thì chúng ta có một cái vấn đề khác. Hiện tượng là sao? Trong lúc mà Trung Cộng đang đối đầu với Mỹ, Trung Cộng cần đồng minh, cần bạn bè, không ai đẩy bạn sang làm kẻ thù của mình và trở thành đồng minh của kẻ thù của mình. Thì cái chuyện mà đẩy Việt Nam ra khỏi tầm Trung Cộng để gần với Mỹ, là liên minh với Mỹ, thì bất lợi Trung Cộng. Cái đó có tính không? Nhìn về mặt hiện tượng thì cái lý luận của Lê Hồng Hiệp là đúng, nhưng mà thực chất tại sao như vậy chúng ta sẽ nói sau. Thì chú thấy một loạt sau này, thì tới năm 2014 thì giàn khoan 9/1 vào khu vực Hoàng Sa, thì 2015 thì Việt Nam ký một cái statement là Joint Vision Statement, một liên minh hợp tác, tầm nhìn hợp tác với về quan hệ quốc phòng với Mỹ. Và sau đó Nguyễn Phú Trọng được mời đến Tòa Bạch Ốc. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng tới 2015 thì sự việc Việt Nam và Mỹ diễn biến khác đi. Sau 2014 là Trung Cộng đưa cái giàn khoan 9/1 vào và đập phá biểu tình khắp nước, nhớ không vụ đó? Đúng rồi, Bình Dương là đập phá biểu tình nước. Thì tới 2015 thì cái tình hình Việt Nam Mỹ nó bắt đầu khác nhiều đi. Từ 2016 thì Mỹ quyết định
xóa bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam phòng thủ. Việt Nam cần, rất là cần, tại vì Trung Cộng đang hiện đại hóa về vũ khí, mà Việt Nam cũng cần đồ chơi để chơi với Trung Cộng. Mà đồ chơi thế giới này mua đâu ra? Mỹ là chủ yếu. Right. Thì Mỹ xóa bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam được xem là một cái quyết định rất là quan trọng để Việt Nam có thể có cái khả năng mua đồ chơi của Mỹ để bảo vệ đất nước của mình. Mà Mỹ cũng tin Việt Nam đủ, không sợ là Việt Nam mua giùm cho Trung Cộng, nên Trung Cộng học vấn đề cấp cái vấn đề kỹ thuật. Rồi tới cùng năm 2016 á, thì Mỹ đưa Việt Nam vào trong cái nhóm là an ninh biển của Đông Nam Châu Á, cái tổ chức an ninh biển Đông Nam Châu Á. Và tới chúng ta thấy là liên tiếp từ tới tháng đầu năm 2018 tới 2017 thì Nguyễn Xuân Phúc đi sang Mỹ là thủ tướng đầu tiên các nước Đông Nam Á đến Tòa Bạch Ốc viếng thăm Tổng thống Donald Trump. Và ông Trump cũng nhân dịp này nhận lời đến thăm Việt Nam đầu tiên. Nồng ấm chưa? Quá ấm. Quá ấm không? Quá ấm. Tới năm, chưa hết. Tới tháng 3 2018 thì là hàng không ô hàm Can Wilson được cập bến về đảng Tiên Sa Đà Nẵng, là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1975 một hàng không ô hàm của Mỹ cập bến vào một nước cựu thù, đó là Việt Nam. Rồi tháng 6 2018 thì Mỹ đưa Việt Nam vào thành một cái đồng minh trong cái vấn đề cái liên minh Ấn Độ Thái Bình Dương. Như vậy đó, hàng loạt diễn biến khởi động. Và bây giờ ông Trọng chuẩn bị sang Mỹ nữa. Thì có một cái điều nữa. Có cái điều là Việt Nam về mặt hiện tượng thì rất là gần với Mỹ trong thời gian vừa qua. Nhưng mà Việt Nam luôn luôn canh cánh và sợ Trung Cộng. Sợ Trung Cộng là ví dụ như Mỹ cũng muốn đưa Việt Nam vào trong danh sách là Strategic Partnership, là đồng minh chiến lược của Mỹ trong vùng châu Á Thái Bình Dương, và đưa Việt Nam vào trong hệ thống phòng thủ của châu Á Thái Bình Dương thì nó có lợi về quốc phòng, về biển đảo, về an ninh đủ thứ, mà Việt Nam chưa dám. Việt Nam chọn mức độ thấp hơn. Thế thì Việt Nam muốn chứ không phải là vào Hoa Kỳ muốn chơi tối đa. Còn như Việt Nam giảm xuống, sợ Trung Cộng, mít lòng Trung Cộng. Việt Nam chỉ dám nhận ở cái comprehensive, một cái partnership, một cái liên minh chung chung thôi. Chưa có chiến lược không? Chưa phải là strategic partnership. Thì như vậy đó, hay là trong năm 2019 này, Việt Nam hủy bỏ tới 15 cái hoạt động quân sự chung với Mỹ vì sợ mít lòng Trung Cộng. Như vậy, ngủ với Mỹ mà tơ tình, mà sợ Trung Cộng. Đi đêm với Mỹ, không phải đi đêm nữa, đi ngày luôn, nhưng mà sợ Trung Cộng. Cho nên Việt Nam đi cái thế, cái được thế gì? Đu dây hả? Đu dây. Nhưng mà cái chuyến đi với ông Trọng ngày này, trong nội bộ Đảng Cộng sản hiện nay rất là phức tạp. Là họ phải giải quyết một vấn đề là giữ nguyên trạng như hiện nay đu dây tiếp hay là nghiêng về phía Mỹ. Đu dây hiện nay thì vấn đề chẳng hạn như 749 giải quyết sao? Ai đứng ra với đồng minh của mình? Tàu thì xâm lấn, ăn hiếp, bắt nạt. Ai là đồng minh của Việt Nam? Đu dây. Đến lúc nào đó, dây nó không cho anh đu nữa. Nó sẽ đứt dây. Mà đi về phía Mỹ thì cái giá mà Việt Nam phải trả. Cho nên Trương Thanh Long đó, Trương Quang Long đó, Trương Quang Long là thiếu tướng công an bị cộng, sáng nay đồng hồ tôi nghe bạn nói chuyện của ông ta. Ông ta cho rằng ông ta thừa nhận âm mưu Trung Cộng, nhưng bỏ Trung Cộng mà theo với Mỹ thì ông cho rằng tránh hang cọp thì trở về hang hùm.
trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng rất là rối rắm là đi về bên nào. Cho nên trở lại cái chuyện mà một cây bút trong nước Lê Hồng Hiệp viết ấy, thì nói là Việt Nam bị Trung Cộng đẩy về phía Mỹ. Nó đúng 50%, thực tế nó đang đẩy về phía Mỹ. Nhưng á, Trung Cộng không phải là không biết. Họ biết chắc họ đang đẩy Việt Nam về phía Mỹ, ra khỏi vòng tay của họ. Nhưng tại sao? Nhưng mà họ biết rằng Việt Nam không dám theo Mỹ. Họ biết chắc là Việt Nam không dám theo Mỹ. Bởi vì sao? Thứ nhất, Việt Nam còn ngày nào còn Đảng Cộng sản Việt Nam, còn ý thức hệ Cộng sản Việt Nam là hai đảng và hai chính phủ không tách rời nhau. Chung lịch sử đảng, chung cuộc cách mạng, vô sản, họ gắn bó với nhau cả thế kỷ nay, thì một sớm họ không thể dễ dàng một lúc họ bỏ nhau được. Thứ hai là gì biết không? Cái anh phương Bắc này nó khổng lồ, nó ảnh hưởng Việt Nam toàn diện quá. Kinh tế Việt Nam bây giờ rất là lệ thuộc của Trung Cộng. Phải không? Kinh tế, khoa học, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đang lệ thuộc của Trung Cộng. Bây giờ anh bỏ thì đâu dám bỏ. Không dám. Thứ ba nữa, ngoại giao, thương mại bị ảnh hưởng Trung Cộng nặng quá. Thứ ba nó là gì? Tình báo Hoa Nam đã cầm anh rất là chặt. Từng cán bộ đảng viên đã biết ăn hối lộ chỗ nào, tiền ở đâu, vợ nhỏ chỗ nào, vợ lớn chỗ nào, làm cái giống gì, trình độ lớp mấy, mua bằng ở đâu, nó nắm chặt. Anh nào mà hở trong nó tung ra. Và nó đủ sức để kiểm soát cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đà cái nội bộ thái thú này không thoát ly được. Tức nhưng mà không dám thoát. Tức mà không dám thoát. Cho nên cái Việt Nam kêu gọi người dân biểu tình, cái đảng anh nó không nhất thiết được, không nhất quán được vấn đề quan điểm. Chống tàu làm sao mà anh vừa chống vừa cúi đầu, anh vừa nô và vừa dạ, thì dân nó theo đường nào? Dân nó theo đường nào? Nó xuống đường biểu tình chống tàu yêu nước thì anh đạp vào mặt nó, bắt nó ở tù, đánh nó gãy răng. Thế thì dân Việt Nam theo đường nào? Do vậy đó, cái việc mà Lê Hoàng Việt viết có trúng 50% thôi. Cái 50% là tàu nó hiểu được là nó đang đẩy Việt Nam ra khỏi vòng tay của nó. Nhưng mà nó biết chắc một điều đó, là thằng Việt Nam không dám bỏ nó ra đi. Phần cuối đầu đã từng bỏ nó sang Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp, Quay trở lại. Ta từng bỏ nó sang Liên Xô. Nó dạy cho Việt Nam bài học năm 79. Đúng không? Mở chiến tranh. Quay trở lại. Rồi cũng là cúi đầu quay trở lại. Cho nên biết là Việt Nam không dám bỏ nó. Việt Nam đã một lịch sử không có dám biết nói nô ở Trung Cộng. Không thuộc bài học lịch sử dân tộc. Không có cái nghĩa khí, dũng khí của một dân tộc. Khi mà cái đảng nó như vậy thì làm sao dân nó biết đường nào nó đi? Không? Nhưng mà thưa với anh Nguyễn Xuân Nam cũng như thưa với quý thính giả đó, chúng ta đối chiếu với cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, có những cái người vợ mà họ cam chịu, cam tâm tình nguyện chịu những sự đánh đập của ông chồng vỗ phu, nghĩa là hết ngày nọ qua ngày kia, hết thời gian nọ đến thời gian kia, kể cả bà con lối xóm, tất cả những họ hàng đều nói rằng thôi mày bỏ cho rồi đi. Bởi vì sống với một cái thằng chồng nó vô nghĩa như vậy, sống với một chồng nó độc đoán như vậy, ngày nào cũng bị đánh đập hết. Mà rồi cái cô vợ đó vẫn cam chịu. Cho đến một ngày nào đó thì cô vợ đó phải chấp nhận tố cáo thằng chồng ra trước luật pháp. Cái chuyện nó cũng có chứ không phải không. Dĩ nhiên là qua những cái bài phân tích thì chúng ta thấy rằng cái anh Cộng sản của Trung Cộng đó, ảnh chèn ép cái Cộng sản Việt Nam. Mà thật sự là Cộng sản Việt Nam thì dưới quyền của Cộng sản Trung Cộng, bởi vì theo cái nguyên tắc của Cộng sản quốc tế thì ba nước Đông Dương mà hồi xưa Hồ Chí Minh đã lập ra đều là do cái cơ quan mà nhận cái nhiệm vụ từ Liên bang Xô Viết cũng như là từ Tàu để mà xây dựng. Cho nên bây giờ dù muốn dù không gì đi nữa là cái dòng máu, cái gen đó, cái gen phản quốc đó nó vẫn còn nằm ở trong cái người Cộng sản. Mà
chi khi mà nó còn nằm như vậy đó, thì chắc chắn rằng nó cũng phải ở trong một cái tư thế nào đó. Mặc dù là ngày hôm nay chúng ta thấy rằng một số lãnh đạo quan chức của Cộng sản Việt Nam, nhất là nghe nói ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ qua Mỹ, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng qua một cái đợt lâu dài như vậy và cái sự kiện mà nó đã đi qua nhiều cái thế hệ, thì Đảng Cộng sản nó cũng có một vài cái sự tư duy thay đổi nào đó. Và chính cái tư duy thay đổi nào đó mà chúng tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng kỳ này nếu mà đi qua Mỹ thì có là một cái tín hiệu giữa một bên tung và một bên hứng. Do đó thì trở lại với cái câu chuyện của bãi tư chính thương Nguyễn Xuân Nam, chúng ta thấy rằng cái nhịp đập của Việt Nam nó đồng nhịp hay là nó đồng hành hay là nó du dương cùng với nhịp đập của Hoa Kỳ. Và khi mà Hoa Kỳ lên tiếng đồng nghĩa với bà Lê Thị Thu Hằng cũng lên tiếng tại Bộ Ngoại giao. Cho nên thưa với anh, trong một cái khoảnh khắc nào đó, trong một cái góc độ nào đó, anh có nhìn thấy rằng trong lúc này hơn lúc nào hết, Việt Nam họ đã tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái vòng kim cô mà Trung Cộng đã đội trên đầu Đảng Cộng sản Việt Nam không? Có cái điều tới giờ phút này thì tới quyết định ngày 25 tháng 7 cũng đã nói là một quyết định tương đối được xem là quyết định có dũng khí một chút. Nhưng một cái mà chúng ta chờ đợi là từ đây đến ngày 15 tháng 9 là cái giàn khoan này, giàn khoan dầu của Nhật này đã được gia hạn hoạt động tới 15 tháng 9 trên bãi thứ 9. Như vậy cái vấn đề chúng ta theo dõi là này nè. Thứ nhất là phản ứng của Trung Cộng như thế nào. Có mấy cái lựa chọn để chúng ta nói là gia tăng cường độ ngăn chặn hoạt động của khai thác dầu của Việt Nam với Việt Nam và Nhật của Nga. Thứ hai là họ tung ra nhiều cái tàu hải giám tới là quấy nhiễu, delay là các hoạt động khác hết. Do nào Việt Nam thì Việt Nam có dám đứng vững trên đó hay là bỏ chạy giống như Repsol? Nếu mà Việt Nam bỏ chạy Repsol nữa thì thôi bỏ những chuyện khác đi. Thôi đừng có nói nữa. Đừng nói nữa. Nếu mà Việt Nam mà bỏ chạy một lần nữa như Repsol nữa thì đắt thêm một lần nữa. Vừa mất 200 triệu đô la. Không gì, không biết nói no. Và cúi đầu vâng dạ thì chịu thôi. Thế đó chịu thôi. Thứ hai, nếu mà Việt Nam mà cứng rắn thì cái chuyến đi của ông Trọng sang Mỹ thì Việt Nam phải phản ứng như thế nào? Rồi cái hậu quả nó như thế nào? Cái hậu quả nó sẽ, cái rủi ro đó nó sẽ như thế nào? Trong người Mỹ nó có là có câu về khoa học mang tên là what if analysis, là lý thuyết mà cái gì xảy ra nếu cái chuyện này xảy ra, âm mưu, thì mình phải tính trước là nếu như Việt Nam không chịu rút, Trung Cộng không chịu rút, hai bên cương lên đó, ở bãi tư chính đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra và cái kết quả xảy ra ở những cái scenario khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau, về cái hậu quả đó, đó mình có chịu đựng nổi không, hậu quả gì. Và trong cái vấn đề mà để đối phó với tình huống như vậy thì Việt Nam cần đồng minh nào, ai là đồng minh ở mức độ nào và làm sao được cái đồng minh đó, thì những bài toán ra. Và nó sẽ định nghĩa luôn cái chuyến đi của ông Trọng sang Mỹ, định nghĩa luôn được, nó xác định luôn cái thái độ nhất quán Đảng Cộng sản Việt Nam và của chính phủ Việt Nam, của nhân dân Việt Nam về vấn đề Trung Cộng. Và bây giờ tất cả mọi thứ đều là ẩn số. Tất cả mọi thứ đều là ẩn số. Trong Việt Nam kêu người dân xuống biểu tình cái gì? Biểu tình cái gì? Trong khi anh không có tự trả lời được những ẩn số. Cho nên cái vấn đề đó, vấn đề đặt ra là câu hỏi cho chúng tôi trong cái tựa đề cái bài này là vậy đó. Khi nào? Khi Việt Nam có dám nói không với Trung Cộng không? Và người dân trong nước, người Việt hải ngoại cần biết cái câu trả lời đó. Chứ còn một cái hành động nào, một cái lời phản đối chung chung của bà Lê Thu Hằng của Bộ Ngoại giao, rồi là một cái công hàm ngoại giao, rồi vấn đề một là tuyên bố gì đó, nó đáng để ý, nhưng mà nó chưa quyết định được gì hết. Nó cần có một cái sự lập trường rõ rệt, hành động rõ rệt, dứt khoát về cái thái độ của Việt Nam đối với Trung Cộng.
vấn đề biển đảo và chủ quyền quê hương, thì cái đó là cái vấn đề rất quan trọng. Cho nên chúng tôi xin mời quý vị có những tâm huyết về cái đề tài mà bao giờ Việt Nam biết nói nô, biết nói không với Trung Cộng, thì quý vị cũng có thể gửi viết bài gửi chúng tôi sẽ phổ biến trên các phương tiện hiện đại và truyền thống để chúng ta, và nếu đủ những duyên lành, chúng ta có thể in một tập sách nhỏ nhỏ để lưu truyền cho các thế hậu bối, cũng như là bao Việt Nam can say no, giống như là bên Japan can say no và China can say no, thì bao giờ Việt Nam mới có thể say no. Thì cho nên cái chuyện 749 này nó thành chuyện nhỏ mà nó làm chuyện lớn. Nó là chuyện nhỏ là chuyện lớn, nó không nhỏ đâu, nó làm chuyện lớn là nó có thể là turn around toàn bộ hướng đi của lịch sử, hoặc là trở về với lịch sử cúi đầu không lưng. Chào đại giáo sư. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Kính thưa quý vị, quả thật cái 749 nó nhỏ, nhưng mà thật sự mà nói nó không nhỏ chút nào hết chắc. Là bởi vì nó nằm ở ngay cái chỗ đó, tức là một cái đường mà chúng ta thấy trên kia là Malacca đi xuống xứ này. Rồi chúng ta thấy rằng cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay á, nó phân chia một cách hết sức là dữ tợn như vậy. Cho nên á, cái điểm này á, Trung Cộng cũng là một cái sự thử lửa đối với một số những cái công ty mà trong đó Nhật Bản đã liên danh với nước Nga để mà khai thác ở tại 49. Và đồng thời đó, trong suốt cái thời gian từ ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 10 mấy tháng 7 mà Việt Cộng vẫn im lìm để tạo một cái thế, nghĩa là tìm mọi cách cho cái vấn đề chống lưng của mình. Và khi mà đã có một cái tín hiệu từ Hoa Kỳ bắn ra đó, thì Việt Nam đã tung hô cho đến cái mức độ bây giờ là tờ báo nào cũng nói đến cái 749, mặc dù là hải giám 8 của Trung Cộng nó đã rút ra rồi. Thì thưa quý vị, nhưng mà cái điều này nó không có nghĩa rằng rút ra là xong, mà nó là một cái sự thử nghiệm để cho chúng ta thấy rằng cái dân tộc đất nước của chúng ta, đặc biệt là cái người dân, chúng ta phải thấy được cái vai trò của mình trong hiện trạng bây giờ. Và khi mà Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam đã tập tiễn nó cái chữ không, có nghĩa rằng cũng đã mở đường cho chúng ta để có thể có được một cái tiếng không thật là bén nhạy, giống như là thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh, hy sinh. Chứ hy sinh đó là tiếng không. Và cái tiếng không đó đó đã nói lên cái tư cách của người Việt Nam từ trước đến nay là bất khuất trước bao nhiêu cái sự xâm lăng của ngoại bang. Mà hồi nãy khi vào đó, chúng ta đã thấy anh Nguyễn Xuân Nam khởi đầu là nào là Lý Thường Kiệt, nào là Trần Hưng Đạo, nào là Lê Lợi, nào là Quang Trung, đều là những người mà đã có một cái quyết tâm. Bởi vì khi có quyết tâm và cái suy nghĩ to lớn như vậy thì toàn dân mới đứng lên và ủng hộ cho cái lập trường thật sự của dân tộc. Và vì vậy mà cái điều này trong tay của Đảng Cộng sản bây giờ nó có nhiều cái cơ hội để có thể làm lại cái lịch sử cho nhân loại, thấy được cái tội từ trước đến nay anh có thể rửa được nếu anh biết nó không thực sự trong cái giai đoạn này. Bởi vì cái cơ hội này là cái cơ hội ngàn năm một thuở, mà nếu không nắm bắt được thì quả thật là một cái điều mà chúng ta không còn cách nào để mà có thể bàn luận trong cái vấn đề đàm luận thế sự tiếp theo được. Là bởi vì còn cái gì đâu để mà nói, nếu mà anh cứ tiếp tục đi bằng cái đầu gối khom lưng và chấp nhận những cái yes sir thì thôi, chứ còn cái gì đâu để mà nói. Thưa quý vị, thì đó là cái điều mà ngày hôm nay chúng tôi muốn kêu gọi tất cả quý khán thính giả khắp nơi hãy cùng với chúng tôi hãy nói không, và có một cái bài viết gửi về cho tòa soạn Kali Today. Chúng tôi sẽ in ấn và sẽ tạo nên một cái chữ không thật lớn để cho thế hệ hôm nay và thế hệ ngày mai chúng ta tiếp tục trong một cái cuộc đấu tranh chống thật sự những cái điều mà họ muốn cướp đất giành dân, cũng như là muốn xóa tên bản đồ Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là điều mà tâm huyết chúng tôi muốn đưa cùng tất cả quý vị. Anh cho một lời kết luận. Chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi và nghe được cái bài này, thì quý vị có thể chuyển bài này đi tới bạn bè. Chúng tôi mong muốn mời tất cả bạn bè quý vị có thể cùng chúng ta nói chữ không với Trung Cộng. Cho nên những bài viết ngắn dài quý vị sẽ gửi về, tôi sẽ, nếu đầy đủ duyên lành, tôi sẽ in ấn và để phổ biến, để cho chúng ta có một tập tài liệu trao lại cho hậu thế chúng ta về khi người Việt Nam biết nói không trước kẻ thù. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an vui. Chào Nguyễn Xuân Nam.